em, thiệt là quá trời quá đất à. Bữa nay còn tính chơi cái màn bắt cóc nữa chứ. Ừ, em đâu có bắt cóc đâu. Em chỉ muốn khổ qua rừng ở lại phụ em chữa say nắng cho mọi người thôi mà. Mùa này nắng quá, nhiều người bị say nắng. Tụi em muốn tốt thôi mà. Nè, ở yên trong đó. Không thôi tao bắt hai đứa đi nấu canh hết bây giờ. Có gì thì nói cho Dr. Khỏe một tiếng. Sao lại tranh giành với nhau như vậy? Thôi được rồi, để anh với Dr. Khỏe giúp tụi em cho. Còn bây giờ á, hai đứa cứ ở yên trong đó để mà sám hối cái tội tranh giành bắt cóc đi ha. Dạ. Khổ qua rừng, con cũng ích kỷ nè. Nên giờ con phải nói về công dụng của con đi nào. Nếu không á, ta sẽ phạt con đó. Dạ, cách này của con vô cùng là đơn giản. Chỉ cần lấy trái của con, bỏ hạt, nấu luôn với lá, nêm nếm thành một tô canh ngon, vừa uống nước, vừa ăn cái, hết say nắng luôn nè. Rồi cái món này mà có thêm mấy con tép bạc đâm nhuyễn bỏ vô, ngon hết sảy luôn nha. Đúng là như vậy. Mà cái này còn hết sảy con bà Bảy với MC Quý Bình nữa nè. Hả? Cái gì mà hết sảy con bà Bảy? Trời đất, tôi khỏe nói liền đi. Đất tôi khỏe định nói về công dụng giảm cân đúng không nè? Đúng vậy. Đúng rồi, cái này được nè. Đất tôi khỏe chia sẻ về cái công dụng giảm cân của em khổ qua rừng đi. Khổ qua rừng là một trong những thành phần của các loại thuốc giảm cân từ thảo dược mà không thể nào bỏ qua được. Bởi vì em ngăn sự hấp thụ glucose vào tế bào, ức chế hoạt tính các mang tổng hợp glucose, làm giảm mỡ trong máu, cân bằng huyết áp, giúp giảm cân hiệu quả và an toàn. Chà, vậy là mình ăn canh trái với lá khổ qua rừng hàng ngày, giúp cho giữ dáng rồi đẹp ra nữa hả ta? Hay quá. Mọi người cũng có thể dùng 100g trái khổ qua rừng hoặc là cả thân lá khô sắc lấy nước uống sau bữa ăn sẽ giúp hỗ trợ giảm cân tốt lắm đó nha. Thông tin này không chỉ Quý Bình đâu mà Quý Bình tin chắc là nhiều chị em phụ nữ cũng mê lắm đây nè. Mà cách này giảm cân từ từ, không gây mệt mỏi nên không hại sức khỏe, đúng không đó tôi khỏe? Khổ qua rừng không chỉ giúp giảm cân cho người béo phì nè, mà còn ngăn ngừa được rất là nhiều các bệnh khác nữa. Ui, em giỏi quá đi khổ qua rừng ơi. Rất là chính xác. Mà đó tôi khỏe nói về con, nhưng lại bỏ qua bệnh gút thì vô cùng có lợi với khán giả đó. À, cảm ơn khổ qua rừng đã nhắc. Nói vậy là khổ qua rừng còn tốt cả cho người bị bệnh gút nữa hả? Đó tôi khỏe. Tất nhiên rồi, khổ qua có tác dụng làm giảm lượng axit uric nên hỗ trợ tốt cho người mắc bệnh gút. Ồ, hay quá. Nói vậy là khổ qua rừng không những là giúp chữa say nắng nè, rồi giảm cân nè, mà còn có tác dụng chữa bệnh cho cả người bị bệnh gút nữa. Chưa, em còn nhiều giá trị lắm. Hả? Còn nữa hả? Thôi, nhưng mà để hôm sau mình nói đi. Chứ bây giờ khổ qua rừng mà nói nữa là anh Quý Bình ghi nhớ không có hết đâu. Với lại thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi ha. Vậy thì Dr. Khỏe, MC Quý Bình và khổ qua rừng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị lần sau nha. Xin chào tạm biệt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Dr. Khỏe lần sau.